À, xin chào tất cả mọi người, chúng ta lại gặp nhau trong clip ngày hôm nay. Và clip ngày hôm nay là một clip tương đối đặc biệt, bởi vì nó là clip cuối cùng của năm Dần. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ có những clip mới, đó là clip của năm Mão, cũng là năm tuổi của mình. Và clip này sở dĩ đặc biệt bởi vì nó là clip mà tổng hợp lại tất cả 10 sự kiện thể thao, 10 sự kiện bóng đá Việt Nam và thế giới mà mình quan tâm nhất ở trong năm 2022 vừa rồi. Và mình hy vọng rằng là các bạn cũng có thể đưa ra được 10 sự kiện mà các bạn quan tâm nhất. Đương nhiên là cái cách đánh giá của mình, rồi cách sắp xếp các sự kiện của mình như thế nào đấy, thì các bạn có thể đưa ra cái ý kiến và các bạn cũng có thể có những cái ưu tiên riêng trong việc đánh giá và lựa chọn. Sự kiện quan trọng đầu tiên mà mình cho lên vị trí số 1, đấy là đội tuyển Việt Nam của chúng ta thắng đội tuyển Trung Quốc với tỷ số là 3-1 ở vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 nhờ các bàn thắng của Tiến Linh, Tấn Tài và Phan Văn Đức. Đó là một chiến thắng mang tính lịch sử. Lịch sử bởi vì là trong lịch sử của chúng ta chưa bao giờ bóng đá Việt Nam của chúng ta vào được vòng loại thứ 3 của World Cup và lại có được chiến thắng đầu tiên nữa. Mà chiến thắng đầu tiên đấy nó lại đến vào ngày mùng 1 Tết, một sự mở hàng rất là tuyệt vời cho năm 2022 và trước đội tuyển Trung Quốc, vì rất nhiều những lý do nhạy cảm mà chiến thắng đấy được coi là một chiến thắng mang tính lịch sử, một chiến thắng làm nức lòng những người hâm mộ của chúng ta mở ra năm 2022 tuyệt vời. Việc ông Park Seo đưa đội tuyển Việt Nam của chúng ta vào được vòng loại thứ 3 của World Cup là một dấu mốc rất là quan trọng, và chiến thắng này chắc chắn sẽ được ghi nhớ lâu dài. Sau này chúng ta không biết được đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ còn vào được vòng loại thứ 3 của World Cup hay không, đó là một điều không hề đơn giản một chút nào cả, nhưng chúng ta cứ có một cái dấu mốc này đã, cứ có việc có được chiến thắng đầu tiên đã và thắng đội tuyển Trung Quốc. Cái điều này nó không dễ lặp lại được đâu, cho nên chúng ta, những ai chứng kiến trận đấu này trên sân Mỹ Đình, chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quên được. Và ngay sau đây là sự kiện thứ hai. Sự kiện thứ nhất nó có liên quan đến nhau đấy, bởi vì là chiến thắng trong ngày mùng 1 Tết đấy nó lại mở ra một cái năm rất là đẹp cho thể thao Việt Nam của chúng ta, đó là việc thể thao Việt Nam đứng nhất toàn đoàn SEA Games 2022 vừa rồi. Một sự kiện lịch sử, chưa bao giờ nhiều huy chương, chưa bao giờ nhiều chiến tích đến như thế. Và ngoài ra ấy, trong đó có một huy chương vàng của môn bóng đá nam cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó là chiếc huy chương vàng thứ hai liên tiếp trong môn bóng đá nam cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước đó thì đội tuyển chúng ta không làm được điều này. Thế nhưng với ông Park Hang-seo, chúng ta đã có được điều đó hai lần liên tiếp trong môn bóng đá nam. Bóng đá nữ thì quá đỉnh rồi, nhưng mà bóng đá nam của chúng ta, cái huy chương vàng đấy nó vẫn là một cái gì đấy nó thực sự ám ảnh. Nhưng chúng ta đã vượt qua các đối thủ và chúng ta đã giành được huy chương vàng. Và sự kiện thứ ba, thì nó liên quan đến mình, bởi vì mình là một fan của AC Milan, mình là một tifoso rất là cuồng nhiệt của AC Milan trong hơn 30 năm qua. Và cái việc mà Milan lần đầu tiên đoạt Scudetto sau 11 năm là một sự kiện mang tính lịch sử, bởi vì tại sao? Bởi vì kể từ sau chức vô địch năm 2011 cho đến trước mùa giải năm ngoái thì các cầu thủ Milan đã trải qua một quá trình trồi trụt, một quá trình sa sút, rồi một quá trình đánh mất không phanh, với cái việc là ông Berlusconi cuối cùng cũng phải bán đi đội bóng của mình, và đội bóng ba chìm bảy nổi qua rất nhiều những chủ khác nhau cho tới quỹ Elliott của Mỹ nắm quyền, và với sự đầu tư một cách rất là khôn ngoan với việc tuyển mộ những cầu thủ tài năng trẻ nhưng tài năng và giá rẻ cùng với tài thao lược của Paolo Maldini và Ricky Massara, mà Milan đã đoạt được Scudetto lần đầu tiên sau 11 năm, một thành tích có thể nói rằng là rất là tuyệt vời. Các fan của Milan thì đương nhiên mong rằng là đội bóng của mình trên đỉnh cao mãi mãi, liên tục như thế, nhưng điều này không hề dễ dàng một chút nào cả. Và mùa giải này thì là mùa giải rất là khó khăn cho Milan, khi mà họ không có được phong độ thực sự cao, và họ khởi đầu năm 2023 tương đối khó khăn, và họ vừa thua Inter 0-3 ở Trung Quốc Ý tại Riyadh, Ả Rập Xê Út. Không biết là năm 2023 này sẽ như thế nào với Milan, nhưng giành được chiếc vô địch đã không hề dễ dàng, bảo vệ nó còn khó khăn hơn rất là nhiều. Và sự kiện thứ tư là sự kiện cũng tương đối hay đấy, tương đối hay với các fan của Real và Liverpool, đó là trận chung kết giữa Real và Liverpool trên sân Stade de France ở Paris. Trận đấu này thì mình có mặt ở trên khán đài, mình chứng kiến được trận đấu này, mình tham dự những buổi tập của hai đội bóng trước trận đấu, cũng như là buổi họp báo của huấn luyện viên Carlo Ancelotti trước khi trận bóng lăn, và mình được xem trận đấu này, một trận đấu rất là hay. Liverpool có rất nhiều cơ hội nhưng họ không tận dụng được những cơ hội đó, và cuối cùng họ để thua trong một trận đấu mà sau đó nói chung là ông Jurgen Klopp nói rằng là thua tâm phục khẩu phục, nhưng rõ ràng nó cũng có thể là, biết đâu đấy, nó có thể là đỉnh cao cuối cùng của Liverpool vươn tới thì sao, bởi vì là chúng ta thấy rằng là mùa này Liverpool đang gặp rất nhiều những khó khăn. Real Madrid cũng không giữ được phong độ tốt như là ở mùa trước, và bây giờ thì họ đang đứng thứ hai ở giải La Liga sau
FC Barcelona. Sự kiện thứ 5 là việc Quang Hải chính thức gia nhập câu lạc bộ Pau FC và cũng ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ này vào ngày 9 tháng 10 2022 vừa qua. Đã có rất nhiều những ý kiến khác nhau về việc Quang Hải gia nhập Pau FC, một câu lạc bộ hạng 2 của Pháp. Có sự hoài nghi, có những nỗi lo lắng, có những điều mà người ta cho rằng là Hải sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trên thực tế, Hải gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc là hòa nhập cũng như là có được một vị trí ở câu lạc bộ Pau FC. Hải đá chính một vài trận đấu đầu tiên nhưng sau đó thì phải ngồi dự bị liên tục. Và cái việc mà Hải về thi đấu ở F-Cup 2022 vừa rồi và cũng chơi không thành công, nó cho thấy rằng là nếu như Hải là một người mà thực sự quan trọng đối với câu lạc bộ thì câu lạc bộ sẽ giữ chân cậu ấy lại chứ không phải là để cho cậu ấy về đâu. Chúng ta biết được như vậy là chúng ta biết được là câu chuyện của Hải ở câu lạc bộ Pau FC như thế nào rồi. Nhưng bây giờ mới chỉ có một nửa mùa giải thôi và hợp đồng của Hải với Pau FC là 2 năm. Thành ra là mọi chuyện nó vẫn còn ở phía trước và bản thân mình mong Hải sẽ chân cứng đá mềm, vững tin vào những gì mà Hải đang hướng tới và chúc Hải thành công. Sự kiện thứ 6 là Karim Benzema giành được quả bóng vàng. Quả bóng vàng 2022 này thì nói chung là không có gì để mà tranh cãi cả. Đấy là có lẽ là cuộc bỏ phiếu của ông vàng nhẹ nhàng và đơn giản và ít tranh cãi nhất khi mà Messi không có được phong độ tốt trong năm trong thời gian trước khi diễn ra lễ trao giải cho đến tháng 10. Rồi là Cristiano Ronaldo cũng không thực sự thành công cùng với MU nữa. Cho nên là Karim Benzema, cầu thủ rất là hay trong cái việc là cùng với câu lạc bộ Real Madrid đoạt chức vô địch năm ngoái và đoạt chức vô địch Champions League thì đoạt bóng vàng là một sự tưởng thưởng xứng đáng dành cho cầu thủ người Pháp này. Sự kiện mang tính thứ 7 mình cho rằng đây là một sự kiện cực kỳ quan trọng, đó là cuộc phỏng vấn của nhà báo Piers Morgan với Cristiano Ronaldo. Và nó giống như là một quả bom vậy, một quả bom bùng nổ, mà trong đó Cristiano Ronaldo đã chỉ trích câu lạc bộ đã không bảo vệ mình, đã không giữ lời hứa. Tóm lại là ABCXYZ rất nhiều thứ lung tung và nó đã dẫn đến cái việc là như giống như một giọt nước làm tràn ly, Ronaldo rời khỏi câu lạc bộ này cũng chấm dứt hợp đồng đối với anh ấy. Và ngay sau đó là Cristiano Ronaldo có một World Cup không thực sự thành công, nhưng bây giờ thì anh ấy đến câu lạc bộ Al Nassr của Ả Rập Xê Út và anh ký một hợp đồng khủng khiếp luôn. Đây cũng được coi là một sự thành công về mặt tiền bạc, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nói đến câu chuyện này trong suốt thời gian tiếp theo nữa của mùa giải. Sự kiện thứ 8 đó là World Cup diễn ra ở Qatar. Đây là một World Cup rất là đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử World Cup diễn ra ở một đất nước của vùng vịnh, ở một đất nước Ả Rập và lại diễn ra trong mùa đông. Đã có rất nhiều những lời hoài nghi, đã có rất nhiều những ý kiến khác nhau liên quan đến việc là Qatar làm thế nào để tổ chức cái World Cup này. Liệu có tham nhũng, liệu có móc ngoặc hay là bê bối nào để xảy ra trong hậu trường trong cái việc là đăng cai để tổ chức World Cup này không. Rồi là rất nhiều những bài báo nói về tình trạng lao động bị đối xử không được tốt, trả lương rất là thấp, rồi là cái chết của rất nhiều công nhân ở World Cup này. Nhưng khi trái bóng lăn vào ngày 20 tháng 1 2022 vừa qua thì từ đó cho đến cuối giải chúng ta đã có một World Cup thuộc loại hay nhất trong lịch sử với 172 bàn thắng được ghi, chưa bao giờ có nhiều bàn thắng đến như thế. Và có một trận chung kết tuyệt vời, một trận chung kết cực kỳ mãn nhãn giữa Argentina và Pháp với việc là Lionel Messi cùng với các đồng đội của mình lên ngôi. Đó là một World Cup về mặt tương đối thành công, và thành công tổ chức vào mùa đông đấy cũng có thể gợi ý cho FIFA về những thay đổi lớn trong thời gian sắp tới. Biết đâu đấy, một nước vùng vịnh nữa lại được đăng cai thì sao? Chúng ta không thể biết được chuyện gì có thể xảy ra, nhưng đó là một World Cup thành công. Sự kiện thứ 8 này thì nó liên quan đến sự kiện thứ 9, đó là việc Lionel Messi sau rất nhiều những năm tháng cố gắng ở trong sự nghiệp của mình thì cuối cùng cũng đã có được một chức vô địch World Cup ở cái World Cup mà anh gọi đó là cuối cùng của anh ấy. Và ở cái World Cup này thì Lionel Messi không chỉ giành được danh hiệu vô địch, không chỉ là cầu thủ luôn luôn có những bàn thắng cũng như là những pha kiến tạo liên tục trong các vòng đấu của giải, mà còn làm được một việc nữa, đó là anh lập kỷ lục về cái việc là có mặt trong các trận đấu của World Cup, tổng cộng là 26 trận, phá kỷ lục cũ của Lothar Matthäus. Đây là, tóm lại đây là một kết cục rất là có hậu đối với Lionel Messi, và các fan của anh ấy cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Và từ đây chúng ta cũng có thể nói rằng là cái cuộc tranh luận giữa việc là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi nó đã ầm ĩ trong suốt bao nhiêu năm qua bây giờ cũng đã chấm dứt rồi, khi mà Lionel Messi giành được danh hiệu của ông bạn, xin chúc giành được danh hiệu World Cup, vô địch World Cup. Còn tranh thủ thì nói đến quả bóng vàng ấy, thì anh ấy lại ứng cử viên số 1 cho quả bóng vàng 2024 rồi các bạn ạ. 2023 rồi các bạn ạ. Theo cái cách thức bỏ phiếu như thế này, với một cái chức vô địch World Cup như thế thì nó là một sức nặng rất là lớn. Đương nhiên
Lionel Messi và các đối thủ của anh ấy phải tiếp tục thể hiện mình trong trong cả cái giai đoạn của năm 2023 cho đến khi diễn ra lễ cho đến khi bỏ phiếu bầu bóng vàng nữa. Nhưng xin khẳng định lại một lần nữa là anh ấy đang là ứng cử viên hàng đầu cho cái hiệu bóng vàng 2023. Và cuối cùng, sự kiện mang tính cuối cùng cũng là sự kiện kết thúc năm của chúng ta, đó là việc chúng ta thua đội tuyển Thái Lan ở trong trận chung kết của AFF Cup 2022. Và trận thua này cũng là sự kết thúc của triều đại huấn luyện viên Pang Seo sau 5 năm. Sau 5 năm giành được rất nhiều những danh hiệu, sau 5 năm đã nâng tầm bóng đá Việt Nam ở khu vực cũng như là ở châu lục, thì ông Park Hang-seo ông ấy ra đi. Xét cho cùng thì sự ra đi này là không thể tránh khỏi, có sự khởi đầu thì cũng có sự kết thúc, và cũng đến lúc chúng ta làm lại một cái gì đấy mới mẻ. Cái lứa đã đi cùng huấn luyện viên Park Hang-seo trong 5 năm qua cũng đã lên đến đỉnh cao rồi, có lẽ họ cũng đã no nê các danh hiệu rồi. Và trên thực tế, một chu kỳ thành công của một nền bóng đá, của một đội tuyển bóng đá, nó chỉ kéo dài đâu đó khoảng 3-4 năm, nhiều lắm là 5-6 năm thôi. Nó khó có thể kéo dài được nữa. Cho nên lứa này đi thì sẽ phải có lứa khác. Và chúng ta sẽ chờ đợi tên của người sẽ làm huấn luyện viên thay thế trong huấn luyện viên Park Hang-seo sau Tết này. Tất cả chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi xem. Và đi cùng với huấn luyện viên đó sẽ là rất nhiều những câu hỏi liên quan đến việc là sẽ thi đấu với tác phong như thế nào, tư duy như thế nào, cách tiếp cận như thế nào, chu kỳ thành công của bóng đá của chúng ta có tiếp tục hay không, hay là đi xuống, rồi là V-League chuẩn bị khởi tranh năm nay sẽ như thế nào. Tóm lại là ông Park Hang-seo để lại cả một di sản rất là đồ sộ, và đó cũng là một áp lực rất là lớn cho những người đến sau. Nhưng đó là một câu chuyện chúng ta sẽ có câu trả lời ngay sau Tết này. Còn bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe. Mình không chúc tiền đâu, bởi vì tiền nó phù du lắm. Mình chỉ chúc sức khỏe, chúc niềm vui thôi. Có những thứ đó thì các bạn sẽ có tất cả mọi thứ, kể cả tiền các bạn ạ. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.